Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, Hante có nhận mở cái gói VIP trong game luôn nha. Anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game, các bạn có thể liên hệ bên mình ha. À, mình nhận mở và cái giá thì cái giá trong game kèm theo một ít phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo nhà phát hành ban nít là sẽ khóa nít của các bạn nha. Rồi, ở đây thì anh em mình nhận thưởng nhãn cái coi. Ui chà, có rừng 4 rồi. Ở này gọi là có còn không nè mọi người. Ok hen, nghe nhãn cái được 20 viên game. Ok, có bộ túi đỡ đi ha. Rồi và Hante cũng có bán những cái nick Dragon City cho mọi người luôn nha. À, anh em nào đang cần những cái nick Dragon City xịn sò để chơi game thì các bạn có thể liên hệ mua bên mình ha. À, mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình, đó chính là trang hantechannel.com. Đó, các bạn ghé vào website của mình và lựa ưng được cái nick nào thì đó, liên hệ trực tiếp với mình luôn ha, qua Facebook nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình đi nghĩ nhạn cái nha mọi người. Ui, trời 20 ngàn hả? Cái nha. Rồi, 2 cái mới đủ ha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực list nha mọi người. Win 2 trận, săn tay áo lên và chuẩn bị chiến thôi nào. Ở đây thì các bạn thấy rồi đó, mình hơi bị mê cái thành viên này nha. Không biết các bạn thấy sao ha. Anh thì hơi bị kết bé yêu đó luôn á. Rồi ở đây thì anh có cái vàng rồng cũng khá là khủng bố luôn nha. Đó, Kama, một trong những con có khả năng miễn nhiễm sát thương rất là đẳng cấp luôn. Rồi mời các bạn hướng mắt về sân khấu. Bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau trải nghiệm sức mạnh của những bé rồng siêu VIP luôn. Đây, dòng Kama thì wow, chiếc nón lá huyền thoại ha. Rồi, ở đây thì cho bé yêu nè, miễn nhiễm sát thương lượng đam anh em mình sẽ được ít lên nha các bạn. Nó sẽ nhân 2 nha. Đây, xem đam nè. Wow, lượng đam lên tới là tầm khoảng 218.000 nha các bạn. Quá đỉnh luôn. Đam bình thường bèo bèo của anh em mình nó chỉ nằm ở cái mức gọi là bao nhiêu đây? 112 ha. Đó, nói chung là cũng ổn áp rồi. Bây giờ gõ thêm cái nữa coi, đam bèo bèo thì nó sẽ nằm ở 111, có như là tầm khoảng 110 mấy đi ha. Rồi bây giờ thì anh em mình gõ thêm nhãn cái nữa nè. Ui, 110 luôn hả, đam gì gắt dữ vậy men. Rồi bây giờ anh em mình sẽ đến với một các bạn level là 133 ha mọi người. Giao lưu nhẹ một mình Kama thì nó dư sức nó cân hết tem bạn luôn rồi. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với là Wow, 99. Rồi, miễn nhiễm sát thương và bây giờ lượng đam anh em mình sẽ được tăng lên gấp đôi. Và các bạn để ý nha, khi mà có cái mũi tên này, mũi tên xanh xanh hiện lên là lượng đam anh em mình sẽ được nhân lên 4 lần nha. Wow, không còn là gấp đôi nữa nha các bạn. Bây giờ là 380.000 máu. Quá ghê gớm nha mọi người. Đó là cái một trong những điều mà mình rất là kết về cái dòng Khao-mát nha các bạn. Nó quánh vai nồi và gọi là rất là bá đạo luôn. Rồi, lẫm nhãn cái nè, sương sương thôi là anh em thấy rồi đó. Quá tuyệt vời. À, và Hante thì cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon những bé rồng xịn sò ha. Anh em nào có nhu cầu muốn mua thì có việc liên hệ với mình qua Facebook ha. Chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là con này thuộc dòng hệ lửa ha, hai chiêu lửa luôn nè. Ôi, nó xài chiêu đặc biệt với mình kìa. Ôi, lượng đam bây giờ của mình được tăng gấp đôi rồi nè mọi người. 201.000 nha, tới công chuyện liền. Bây giờ là đến với là chiến binh Ratsun. Bé này chắc gõ nó tầm khoảng là 3 cái nha mọi người. Đây, miễn nhiễm sát thương lượng đam lại được ít lên 193.000 nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ khèo nhẹ thành viên này thêm một cái nữa nè. Tới công chuyện liền. Nhân vật trùm cuối của tên bạn Anzer. Ôi, con này rồng cái nha các bạn. Rồi qua cửa, quá là tuyệt vời luôn. Tranh thủ đi thu hoạch nhẹ cái nè. Tiếp theo thì sẽ đến với cái khu vực là Arena. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu luôn nha. Kèo này thì chúng ta thử đến với dòng Kaman. Ôi, đâu rồi bé Kaman của mình. Ôi, nó không được vào đây nha mọi người. À, nó bị cấm cái chiêu pu rồi. Anh em mình không mang được cái thành viên nó vào, cũng khá là tiếc nha. Anh em mình ở đây là được ưu tiên chiêu gió nè. Đó, chiêu gió dòng Heric với dòng Legend là được ưu tiên nha. Bây giờ thì săn tay áo lên và chiến với tên bạn coi nè. Nhìn cái tên bạn nó cũng khá là chất lượng đó nha. Rồi rồi, lượng máu cơ. Căng nha. Đây, để thể hiện nè. Ây cha, cha bạn này mít in Việt Nam ha mọi người. Rồi, ôi, căng nha. Cho nên anh em mình sẽ đến với là thêm lực đánh cái đi. Bồi thêm cái nữa nè. Ồ, bây giờ được thêm cái nữa luôn đó hả? Rồi ok, giờ xài luôn cái chiêu
tăng 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 118 nha mọi người. Rồi bây giờ là bass xe nhẹ. Ôi nó bị nhiễm sát thương nữa rồi. Ôi chơi về ai chơi lại không, nó bị nhiễm kiểu này ai đánh nổi nó các bạn. Anh em mình xả thêm cái nữa coi. Đó, một em đi du lịch em này rồi. Ôi ôi lượng máu nó hồi lại một khúc luôn. Oh no, cái gì nó quýnh mình hai lần liên tục luôn hả? Ôi cái gì mà nó quýnh mình hoài thế nhờ. Chơi vậy là thấy không được rồi đó nha. Chơi mà quýnh anh hoài. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với tiệc chiêu lửa. Ôi miễn nhiễm nữa hả? Miễn nè, con này cay thiệt chứ. Rồi bây giờ là anh em mình đang đến với ui chà câu hồn đại pháp luôn đó hả. Chuyển sang sức mạnh đến từ Titan Macaron nha các bạn. Đây thì bật thêm cái nữa nè. Lượng máu của bé này của mình hơi bị nhiều ha, còn tới 500 mấy lần. Ủa căng rồi, hồi nó gõ hai cái là muốn hết cây luôn rồi. Rén ngang nha. Rồi 127 Victory. Ôi 500 mấy ngàn máu mà nó gõ hai cái thôi là thấy rụng rời tay chân liền. Rồi bây giờ anh em mình để tăng cái khả năng cũng như là tỷ lệ win lên, chúng ta ra bật cái khiên lên cho chắc gạo các bạn ơi. Chứ win kiểu này thì mình, ôi giời còn 6, 7 tiếng nữa. Tao còn 7 tiếng nữa mới kích được cái khiên. Căng nhờ. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ đến với một cái đội hình cũng khá là xịn sò nha mọi người. Bé mắt đỏ chứng tỏ thông minh đúng không? Ở đây anh em mình đi cưa giáp cái đi. Đó, phá được cái giáp. Mất, ôi giời, phá được cái giáp mất máu cũng khá nhiều nha. Hai lần, ôi nó quấn mình hai lần liên tục luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu X2 Dam nè. Rồi giờ thêm được một lượt đánh nữa thì mình sẽ nhờ đến tuyệt chiêu gió luôn. Giật Dam của nữ hoàng 241.000, tuyệt vời. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ có cái giáp để bảo vệ. Ôi nó gõ mình à, căng ha. Rồi giờ anh em mình chơi chiêu đặc biệt đánh lan cái nữa luôn nè. Ôi rung rung, bình tĩnh mà rung. Ây nó thêm lượt đánh nữa cơ. Ôi rén thiệt chứ, hai lần liên tục rồi đó nha. Ôi nó gõ mình hai cái luôn các bạn ơi, cây thiệt sự ha. Rồi giao lưu nhẹ một cái. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với chùm cuối của tên bạn luôn. Bật cái hút máu lên trước cái đi. Con này là mắt đỏ nè. Anh em gặp cái thành viên này là cũng hơi bị rén luôn á nha mọi người. Con này đam nó gắt lắm luôn ấy. Wow, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với, thôi mình lụm luôn đi. Qua cửa nhẹ nhàng nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với nha mọi người. Ôi cha, anh em mình mở nhẹ chiếc rương nè. Khu này là anh em mình còn càng quét được tầm khoảng là 4 hiệp nữa luôn đó nha. Wow, nhìn cái tem khá là chất lượng ha. Rồi, action. Lần này thì chúng ta sẽ đến với là tuyệt chiêu gió nha. Đây, càng quét nhẹ thêm bằng tuyệt chiêu đặc biệt. Cái này là đánh lan nha mọi người. Chúng ta cưa cả 3 thành viên cùng lúc nha. Ôi nó quýnh mình hai lần nữa cơ. Mấy cái con này sao nó khoái cái chiêu rồi là quýnh hai lần liên tục ghê nha. Tốc độ nó nhanh hơn mình đó mọi người. Tốc độ nó nhanh hơn mình cho nên nó chạy được hai lần. Rồi bây giờ thì anh em mình gõ nhẹ con này một cái luôn. Qua, ôi trời chưa qua cửa được nữa hả. Thôi rồi lượm ơi rồi. Rồi nhân vật tiếp theo. Con gì đây là con gì đây. Thêm một lượt đánh. Tiễn nhẹ bé này luôn ha. Wow. Rồi nhân vật trùm cuối. Ây chà. Rồi anh em mình sẽ đến với là, à đang có sát thương nhân 2 mà lại chưa hút máu nữa các bạn ơi. Vô kèo liền. Victory. Wow, tem này hơi bị chất lượng nha. Trời ơi. Ôi, kèo này mình cũng hơi rén thiệt á các bạn. Trận này là không biết nên vô hay không đây, chứ mình thấy tem này nó cũng khá là cứng. Thôi, anh em mình né nó đi. Ôi nữa hả? Trời ơi, sao tem toàn là hàng xịn không vậy mấy men? Nhìn tem là mình thấy rén ngang rồi, lấy gì đâu dám vô.
Rồi ở đây anh em mình có chiêu đặc biệt chúng ta sẽ xài là đánh lan nha mọi người. Wow, mém khử được Kama luôn. Ôi, 180 mấy ngàn, đam hơi gắt nha. À, ở đây anh em mình đang có sát thương nhân 2, tận dụng cơ hội liền. Wow, 160, đây được thêm một lượt đánh nữa. Rồi, chỗ này anh em mình cho bé yêu ra đi. Wow, căng vậy. Rồi, con nào ra tiếp tiếp đón anh em mình. Oh no, đánh lan. Ôi, ôi. Khoan, con này nó chết mà nó tự hồi sinh cho nó luôn hả mọi người. Ây cha, kèo này vui nha. Kèo này thấy khá là thú vị nha các bạn. Ôi, anh chết và anh tự hồi sinh cho anh luôn. Quá ghê gớm. Rồi, bây giờ bình tĩnh đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với là... Đây, chiều gió. Giờ chơi lại đi rồi hút máu cái nữa nè. Rồi, anh em mình... Ôi, cho bé này còn full máu luôn nha các bạn. Chơi gì để nhỏ còn full cây luôn nè. Victory ha. 70 vẫn là 70. Ui trời, kèo này. Kèo này hơi khoai ha. Nhưng mà anh em mình thích thử thách các bạn. Nhìn cái tem này thấy khá chất lượng nha. Bay vô sút liền. Đầu tiên chiêu đặc biệt. Wow. Ôi ôi ôi, đừng quýnh hai lần chứ. Trời ơi. Chơi quýnh lần nhỏ rồi gọi là muốn đấm đuối rồi, nó quýnh mình hai lần liên tục luôn á các bạn. Chơi vậy chơi lại không? Ê chà, căng vậy. Ê giờ bị nhiễm sát thương hoài luôn á hả? Ôi chơi mình nó bị nhiễm sát thương hoài luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ơi sao nó quýnh mình hai lần nữa rồi? Ôi cái con này nó đáng ghét thiệt chứ. Chơi dài chơi lại với nó. Rồi giờ anh em mình... Ủa chơi đánh lan nữa hả ta? Sao kèo này mình thấy mình rén ngang vậy nhờ? Không ổn tí nào các bạn ơi. Cái này là mình thấy không ổn tí nào nè. Rồi hơi rung rồi đó nha. Ở đây mình chiến thì được, nhưng mà... Ây cha. Thôi chơi nó ra, nó chơi đánh lan là đường nào mình cũng chết các bạn. Không chạy được. Rồi, giờ anh em mình sẽ ao nhay nhẹ. Ui, con này nó chết, nó hồi sinh thêm một cái con nữa là anh em mình đắm đuối nữa hả? Ây, nó hồi sinh cho con Kalmart 500.000 máu rồi mọi người. Ôi ơi, cây thiệt sự. Ây, cái gì gắt dữ vậy mấy men. Ôi, đánh đấm cái này là hơi bị đấm đuối luôn á. Rồi, Kama tới à. Chơi luôn. Rồi, ở đây chiêu thêm được một lượt đánh. Giờ là mình nhây nhẹ với nó luôn chứ sao giờ. Hút máu. Rồi, chơi gọi là khô máu luôn các bạn ơi. Ok, qua cửa được nha. Trời ơi, tưởng đâu cái cửa này qua không nổi, rồi cuối cùng là anh em mình qua được nha các bạn. Cái này hy sinh hết con Heroic Dream này hơi bị tiếc nha. Là hàng siêu xịn của anh em mình mà. Rồi, ở đây anh em mình mang được. À, có con này. Rồi anh em mình có bé mắt đỏ ha. Bé mắt đỏ thì nó cũng khá là lợi hại, nhưng mà ở đây nó mới có level là level không được cao nha các bạn, mới có năm mấy thôi.
Ôi, chiêu thức của anh em mình bị giảm gì ghê vậy? Rồi, chơi chiêu đặc biệt cái coi. Kéo được 169.000 máu. Trời ơi, nó đam với mình luôn à. Ôi, cái gì đâu mà nó bấm bấm. Ôi, cái gì vậy? Không phải chứ, cái gì đâu mà nó quýnh mình như phim Hồng Kông vậy ta. Ôi, máu con này nó lên tới cũng tầm khoảng 500.000 luôn rồi. Ôi, hàng này là hàng cứng nha các bạn. Hàng này không phải hàng mềm rồi. Ôi, 200.000 luôn. Chơi dài chơi lại, man, nó chơi nó bơm máu hoài luôn cơ. Rén ngang rồi đó nha. Có một cái độ gọi là hồi hộp không hề nhẹ. Chiêu gọi là chiêu của ma cà rồng là không dám xài nó luôn á nha. Rồi, một em lên dẻ. Bây giờ là... Ủa cái gì? Bây giờ, vậy là tính là cái con nó ở trong tem là tất cả những cái chiêu thức về hút máu của mình là coi như phế nè mọi người. Bây giờ là không hút máu được. Trời ơi, nó còn được đam với mình nữa chứ. Trời ơi, cái gì nó quýnh hai lần luôn. Thôi rồi rồi, cái này nó hơn là quỷ diệt tem nữa các bạn ơi. Ôi, đang còn 400.000 máu. Ôi, con này, trời ơi, nó mới, con này nó mới có răng, răng, cái này răng gì ta? À, răng bạc ha, răng bạc 2. Ôi, nó quýnh mình kìa. Ôi, chưa hút máu, xài thử cái coi. À, vẫn hút được. Ok, được các bạn, trời ơi. Ấy, biết như vậy thì xài chiêu hút máu à, ổn rồi. Giờ cái chiêu này chỉ có tác dụng với cái con này thôi ha. Ấy, cái gì đam gì gắt dữ vậy. Ôi. Rồi, victory các bạn ơi, qua cửa rồi. Ôi, trận này khoai thiệt sự nha, nhưng mà trận này vẫn win được. Anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại hết tay một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.